hôm nay tôi sẽ cho anh má tôi một chuyến. Mẹ, cho mẹ coi này nè. Cái gì à? Nè, mẹ coi nè. Trời, dễ thương gì? Ở đâu hả? Bộ nó đang ngủ cái gì vậy con? Đúng rồi đó, nó đang ngủ. Ủa? Nó nằm ngay đơ hả? Ủa con này con mua ở đâu mà dễ thương mà giống thiệt quá vậy thiện? À này là con thú bông thang hoạt tính, là để khử mùi á, hay những cái phòng nhỏ hay là khử mùi trên xe ô tô. Dưới này là nó có lớp thang hoạt tính dưới này nè mẹ. Ờ, dễ thương quá. Chi tiết nó sắc sảo nhìn y như thiệt vậy đó. Coi đặt tôi mua cho mẹ vài con nha. Dạ ok luôn, mẹ lấy con đó đi, con đặt con khác.